Rồi bây giờ nói trao đổi về chủ đề. Đúng rồi. Cái lao bô, cái bồn rửa nó không đồng ý đặt như thế rồi. Thầy có làm gì, thầy có học gì nữa không? À, thì vẫn đang học mà không có đụng tới. Nếu mà có thể được thì đem cái laptop vào đây đi. Rồi anh sẽ chỉ cho một cái chuyện. Chuyện này làm chơi, có tiền. Lúc này bây giờ Tuấn sẽ có những việc mà Tuấn không có hiểu được là tại sao có nhiều người họ làm cái chuyện gì đó. Nhưng mà cái chuyện đó nó đang mang cái thu nhập đến. Mà hứng thú muốn trải nghiệm đó thì anh tạo được tại vì vì là em chỉ cần biết nhau không vậy Tuấn là đứa đang học mới ra trường đâu thì những gì anh biết anh có thể chia sẻ còn hiện là nó không có đem nguyên không có bắt Tuấn phải đầu tư tiền mà bây giờ tiền đó là đúng mà thấy bà ngồi hay mà chưa làm gì mà chưa bỏ tiền ra mua này mua kia đầu tư tiền bỏ chạy đi thấy chưa kêu cà phê uống sang uống cà phê chưa?